Đấy, hôm nay về với chủ mới hay ăn trong nhớ nhá. Ngoan nhá. hai anh em về nhá. Triển khai đi. Hôm qua là thấy anh em rực rỡ phết đấy. Hello, hôm nay thì mình lại xin chào toàn thể các anh chị em nhé. Trong những cái video trước thì có một số các anh chị em là do không có Zalo này, mới lại không dùng Facebook, cho nên là các anh chị em là không xem được chó để anh chị em mua. Thì anh chị em có nhờ mình là ghi hình cho các anh chị em để anh chị em lựa chọn lấy một bé cún về nhà để chăm sóc. Thì hôm nay mình ghi hình cho các anh chị em cho mình xem. Thì đây là cái đàn Liebeck dê vừa rồi mình vừa mới về đây. Đấy, thì có một con này là màu nhôm nhôm, còn lại là đen. Tai rất chi là to. Đấy. Đấy. Và trong cái đàn này thì nó là đều là đực hết nha anh em nhé. Bởi vì là có 5 con, thì chủ nhà bớt lại 2 con để gây, hai cái để gây thì chỉ có 3 con thôi. Đấy, anh chị em cứ lựa chọn em nào thì lựa chọn nhá. Thế còn bên này là đàn Liebeck Bỉ. Liebeck Bỉ thì có hai thành viên đực là cũng đã về với khách ở Lạng Sơn. Đấy. Là mai là mình cũng sẽ đóng gói, đóng thùng và chuyển về Lạng Sơn. Đây, có bé này, bé đực đây và bé này. Thế còn lại em này là em cái. Đấy, em này là em cái nhá. Bên này em này. Đây là em cái đây. Chân tay cực kỳ to luôn, to như cái trụ đỉnh ấy. Bây giờ con to nhất thì cũng rơi vào tầm 8 đến 9 cân rồi. Thế còn con nhỏ là 7 cân. Nhỏ là 7 cân nha anh em. Đấy, cái con này là 7 cân này. Được 7 cân rồi đấy. Yeah, có hai con này là bắt đầu tai, bắt đầu đang dựng rồi. Đây. Con cái này. Đấy, tai đang dựng này. Kìa con kia nữa. Con kia tai đang dựng lên rồi. Là còn lại đấy, đàn này thì là còn lại hai con cái. Đây, hai con này đây. Con này chắc phải rơi tầm 8 cân con này. 8 cân hoặc hơn cân gì đấy. Đấy, ông đực kia là về chỉ độ tầm vài bữa nữa là nó lên tai. Đấy, còn duy nhất là hai em cái kia, một con cái kia và con cái này. Đấy, anh em nào lựa chọn, em nào thì cứ lựa chọn nha. Đốm lưỡi, cái đốm lưỡi. Còn cái bọn này thì nó nhỏ cân thôi, nó chưa to lắm. Bọn này thì nó rơi, bây giờ nó ăn no chắc được 5 cân. Đây, bọn này ăn no được 5 cân bởi vì chủ nhà là sợ nó ốm cho nên là chăm kém lắm. Cho nó ăn độc cơm, cơm trắng. Gần như gọi là cái dạng gọi là cơm trắng muối vừng ấy. Trong cái đàn này thì cũng có khách ở bên Hải Phòng là cũng hỏi đặt, nhưng mà do mình đang chưa hỏi được nhà xe thì có một em đen thôi. Đấy, một trong hai em đen bắt gọi là gửi đi em nào cũng được. Là anh em chốt em đen đi rồi. Nhưng mà do mình chưa hỏi được nhà xe về Hải Phòng. Tài to. Bọn này sao cũng dựng hết này. Bọn này thì kiểu gì sao cũng dựng.
Như bây giờ nó bé này thì nó vậy thôi, bé hay con nào tại cũng thế. Đấy, như con kia mấy anh em cứ trước cứ bảo là không dựng nhưng mà vẫn dựng hết đi nhá. Bởi vì là trước sau gì thì nó cũng vẫn dựng lên thôi, bởi cái bản bản thân của chúng nó là nó dựng mà, chứ không có con nào là tai không dựng đâu. Đấy, như trước hai con này nhá. Con này với cái con cái kia là tai nó cụp như bọn này luôn. Như sẽ có con nó dựng sớm, có con dựng muộn. Hàn bụng rồi, lo như con cóc. Sao sao sờ cái làm sao rồi đấy, mình quay chậm như này thì đã đủ để cho anh em nhìn nhận chưa. Đấy, anh em cứ chốt con nào thì anh em chốt nha. Đấy, của đàn lai béc dê hoặc anh em chốt đàn lai bỉ thì chốt, chốt em nào thì anh em cứ liên hệ cho mình. Thế thì còn đây là cái đàn mà cún con sau hơn 1 tháng của mình chăm sóc. Ôi con mẹ đó, con mẹ xấu sữa, xấu sữa thật ấy, chăm được duy nhất có mấy con to thôi. Tun 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 tun. Đâu một con nữa rồi. À đây đây đây, nó chạy ở dưới này. Yeah. Đấy. Ra được mấy cái em này. Eo dài. Đấy, con mẹ đây, nhìn này. Xấu thậm tệ. Yeah. Đây con mẹ chả có sữa đâu. Sữa xấu. Đấy là mình còn phải cho ăn thằng sữa loan tích cực của đấy mới được như thế này, còn nếu không thì đàn này hỏng hết, bởi vì con mẹ nó không có sữa. Hầu như con mẹ không có sữa. Đây, như chó con thì mình cũng cũng chỉ chăm sóc như vậy thôi. Rồi cũng chỉ để cho nó một cái bát nước ở đây và một khay cám ở đây này, là nó cứ tập ăn thì nó ra nó tập ăn thôi. Nhưng mà anh em nhớ nhá, đừng có lấy cái thằng cám sữa, tức là cám cám tập ăn hoặc là cái cám C14 ấy của lợn ấy, là nó nhiều dinh dưỡng quá, nhiều lượng đạm quá là anh em chăm cũng sẽ bị hỏng ấy nhá, không thành đâu. Anh em cứ lấy cho mình cái cám giai đoạn 2 ấy là anh em chăm sóc, đảm bảo với các anh em thành công mà nó lại nhàn. Đấy gọi là thành công trong cái sự nhàn hạ. Ôi giời ơi, đi ra đi. Mà cái về mùa này nó cũng là về mùa hè, cho nên là mùa nó nóng, nó hay dẫn đến là bệnh dại xảy ra. Cho nên là anh em nhà nuôi chó chú ý hết sức, để ý đến những cái biểu hiện của chó, và anh em cũng lên tiêm phòng dại cho những chú cún của nhà mình nhé, tránh tình trạng coi như là không may xảy ra thì nó hơi hơi tiếc, hơi buồn. Rồi thì là video của mình cũng khép lại ở tại đây. Thì cũng cảm ơn các anh em đã quan tâm đến và anh em chia sẻ ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Rồi thì anh em nào mà thấy video hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào có vấn đề gì hoặc là có nhu cầu gì thì anh em cứ chủ động liên hệ cho mình theo số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình, hoặc truy cập trực tiếp vào Zalo, cũng như là anh em có thể để lại bình luận comment ở bên dưới. Mình xin chào và chúc các anh em ở có thật nhiều sức khỏe nhá. Rồi xin chào.